Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại ngữ pháp N5 thông qua thứ tự của Mina no Nihongo. Nội dung của bài 48 đó là thể sai khiến hay còn gọi là thể sử dịch. Tiếng Nhật gọi là shiegike. Đầu tiên chúng ta xem cách chia động từ ở thể sai khiến. Với động từ nhóm 1, chúng ta chuyển đuôi trước mắt sự từ vần i sang vần a. Vậy thì lưu ý là cứ trường hợp nào mà chuyển từ vần i sang vần a thì riêng chữ i sẽ biến thành chữ wa. Và sau đó thì cộng thêm đuôi semasu vào. Ví dụ, động từ viết là kakimasu. Thế thì bắt ai đó viết cái gì? Bắt viết sẽ là thể sai khiến kakasemasu. Động từ nghe là kikimasu thì bắt nghe hoặc là cho phép nghe sẽ là hikasemasu. Động từ gặp là aimasu. Vậy thì bắt gặp hoặc là cho phép gặp sẽ là awasemasu. Với động từ nhóm 2, chúng ta bỏ mas và thay bằng sasemasu. Ví dụ, động từ ăn là tabemasu. Vậy thì bắt ăn hoặc cho phép ăn sẽ là tabesasemasu. Với động từ nhóm 3, shimasu biến thành sasemasu và kimasu biến thành kosasemasu. Ví dụ, cái hay gặp nhất đó chính là động từ học thì biến thành bắt học, đó là binkyo sasemasu. Về cách sử dụng thì thể sử dịch có 3 trường hợp sau đây. Thứ nhất là mere, tức là mình ra lệnh và bắt ai đó phải làm gì. Vậy thì trường hợp này mình sẽ chỉ có thể ra lệnh cho người dưới mình thôi. Ví dụ như là cấp dưới, hay là con, hay là giáo viên ra lệnh cho học sinh chẳng hạn. Ví dụ như con trai tôi thì không thích ăn rau, nhưng mà vì tốt cho sức khỏe cho nên tôi bắt nó phải ăn nhiều hết sức có thể. Musuko wa yasai ga kirai desu. Demo karara ni ii desu kara mainichi dekiru dake takusan tabesasemasu. Trường hợp thứ hai đó là mình cho phép ai đấy làm gì, tức là người đó có nguyện vọng là làm hành động đấy rồi và người đó xin phép, mình là người cho phép. Thì trường hợp này sẽ hay gặp với những động từ nghe nó khá là vui vẻ, ví dụ như là chơi này, hay là nói chuyện này, hay là ăn uống mua sắm cái gì đó mà người ta thích. Ví dụ, tôi cho con gái mình chơi tự do. Watashi wa musume o jiyū ni asobasemashita. Hoặc là thầy giáo để cho học sinh tự do phát biểu ý kiến của mình. Sensei wa gakusei ni jiyū ni ike no iwasemasu. Và trường hợp thứ ba đó là một trường hợp khá đặc biệt. Thể sai khiến thì thường sẽ chỉ dùng trong trường hợp là người trên ra lệnh hoặc là cho phép người dưới làm gì. Nhưng riêng trường hợp thứ ba này thì chúng ta không cần xét vai vế trên dưới nữa, bởi vì trường hợp này là mình gây ra một cảm xúc, tâm trạng gì đấy cho người ta. Và tiếng Việt hay gọi là A làm cho B cười, A làm cho B vui, hoặc A làm cho B thất vọng chẳng hạn. Thì công thức trong trường hợp này nó sẽ luôn là A, wa, B, O, V sai khiến. Và V sai khiến ở đây thường là các V chỉ cảm xúc. Ví dụ, bạn Mira thì là một người rất là thú vị và bạn ấy luôn luôn làm cho người khác cười. Mira-san wa totemo omoshiroi hito desu. Itsumo itsumo Mira-san wo warawasemasu. Vậy xét về mặt ngữ pháp thì công thức chúng ta sử dụng thể sai khiến như sau. Thường sẽ là A, wa, B, ni, N, O, V sai khiến. Tuy nhiên, nếu các bạn thấy trong cái cụm đằng sau của B, ni nó đã xuất hiện trợ từ O thì mình sẽ giữ nguyên ni. Còn nếu cụm đằng sau nó không xuất hiện trợ từ O, bản thân nó là một tự động từ, thì mình sẽ chuyển trợ từ ni thành trợ từ o. Quay trở lại với ví dụ vừa nãy, câu tôi cho con gái mình chơi tự do, thì bản thân từ chơi asobimasu là một tự động từ, tức là tôi cho phép con gái là tự tác động vào bản thân cô con gái đấy, tức là tự chơi thôi chứ không tác động vào bất cứ vật gì khác. Thì trường hợp này sẽ là a wa b o v sai khiến. Trong khi đó câu đằng sau, thầy giáo cho học sinh tự do phát biểu ý kiến,
Thì phát biểu ý kiến ấy, trong cụm đấy nó đã có là ike no iwasemasu, ike no imasu, tức là xuất hiện trợ từ o rồi. Thế thì phần đằng trước nó sẽ giữ nguyên là awa beni. Tóm lại, khi dùng thể sai khiến thì mình cần phân tích động từ một chút. Nếu tình huống là a sai khiến hoặc là cho phép b tác động vào một thứ gì khác thì sẽ là awa beni no với sai khiến. Còn nếu a cho phép b không tác động vào vật khác mà là tự tác động vào bản thân mình ấy, thì sẽ là awa bo với sai khiến. Phần thứ ba, chúng ta sẽ có một cấu trúc để xin phép nữa, và cấu trúc này sẽ lịch sự hơn so với cấu trúc của bài 15 Vete moi desu ka. Thì ở đây công thức sẽ là v sai khiến đưa về thể t cộng với itadakemasen ka. Và lưu ý là đã t itadakemasen ka thì mình có thể thay bằng các cấu trúc nó không lịch sự bằng mà mình đã học, đó chính là t cộng với kudasaimasen ka hoặc là t cộng với kudasai. Bản chất của cấu trúc này như sau: v sai khiến có nghĩa là sai làm gì hoặc cho phép làm gì, itadakemasen ka là cách nói đưa về phủ định để tăng phần lịch sự, và đồng thời là thể khả năng của động từ itadakimasu, tức là mình nhận được cái gì đó từ người trên. Vậy cấu trúc này dịch ra có nghĩa là tôi có thể nhận được sự cho phép của bạn là cho tôi làm việc này không? Ví dụ, anh chị làm ơn chỉ cho tôi cách sử dụng máy photo được không ạ? Thế thì đây sẽ là câu nhờ vả, tức là mình nói để cho người ta làm, thì sẽ dùng cấu trúc bài 26 là Hopiki no tsukai kata wo oshiete itadakemasen ka? Nhưng một trường hợp khác, mình nói để xin phép cho mình làm cái gì đấy. Ví dụ, tôi dùng cái máy photo này được không ạ? Kono kopiki wo tsukawasete itadakemasen ka? Vậy nhá, học sang đến bài 48 này rồi thì các bạn phải hết sức phân biệt là cùng là câu xin phép và câu nhờ vả, tức là có cái đuôi rất giống nhau, đó là te itadakemasen ka hoặc là te kudasai. Thì mình phải xem cái v đằng trước nó là vt luôn hay nó là v sai khiến chuyển sang thể t. Nếu là vt itadakemasen ka hay là vt kudasai này, vt kudasaimasen ka, thì nó sẽ là a nói để cho b làm. Còn nếu nó là v sai khiến t cộng với itadakemasen ka, kudasai hoặc kudasaimasen ka, thì nó sẽ là a nói để xin phép B cho A làm. Và cấu trúc này nó sẽ tương đương với bài 15 là Vete mo i desu ka? Tôi làm cái này được không ạ?終わりました。Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại ngữ pháp N5 thông qua thứ tự của Minna no Nihongo. Nội dung của bài 48 đó là thể sai khiến hay còn gọi là thể sử dịch. Tiếng Nhật gọi là shiegike. Đầu tiên chúng ta xem cách chia động từ ở thể sai khiến. Với động từ nhóm 1, chúng ta chuyển đuôi trước mắt sự từ vần i sang vần a. Vậy thì lưu ý là cứ trường hợp nào mà chuyển từ vần i sang vần a thì riêng chữ i sẽ biến thành chữ wa. Và sau đó thì cộng thêm đuôi semasu vào. Ví dụ, động từ viết là kakimasu. Thế thì bắt ai đó viết cái gì? Bắt viết sẽ là thể sai khiến kakasemasu. Động từ nghe là kikimasu thì bắt nghe hoặc là cho phép nghe sẽ là hikasemasu. Động từ gặp là aimasu. Vậy thì bắt gặp hoặc là cho phép gặp sẽ là awasemasu. Với động từ nhóm 2, chúng ta bỏ masu và thay bằng sasemasu. Ví dụ, động từ ăn là tabemasu. Vậy thì bắt ăn hoặc cho phép ăn sẽ là tabesasemasu. Với động từ nhóm 3, shimasu biến thành sasemasu và kimasu biến thành kosasemasu. Ví dụ, cái hay gặp nhất đó chính là động từ học thì biến thành bắt học, đó là binkyosasemasu. Về cách sử dụng thì thể sử dịch có 3 trường hợp sau đây. Thứ nhất là mere, tức là mình ra lệnh và bắt ai đó phải làm gì. Vậy thì trường hợp này mình sẽ chỉ có thể ra lệnh cho người dưới mình thôi,
ví dụ như là cấp dưới hay là con hay là giáo viên ra lệnh cho học sinh chẳng hạn. Ví dụ như con trai tôi thì không thích ăn rau, nhưng mà vì tốt cho sức khỏe cho nên tôi bắt nó phải ăn nhiều hết sức có thể. 息子は野菜が嫌いです。でも体にいいですから、毎日できるだけたくさん食べさせます。Trường hợp thứ hai đó là mình cho phép ai đấy làm gì, tức là người đó có nguyện vọng là làm hành động đấy rồi và người đó xin phép, mình là người cho phép. Thì trường hợp này sẽ hay gặp với những động từ nghe nó khá là vui vẻ, ví dụ như là chơi này, hay là nói chuyện này, hay là ăn uống, mua sắm cái gì đó mà người ta thích. Ví dụ, tôi cho con gái mình chơi tự do. 私は娘を自由に遊ばせました。 Hoặc là thầy giáo để cho học sinh tự do phát biểu ý kiến của mình. 先生は学生に自由に意見を言わせます。 Và trường hợp thứ ba đó là một trường hợp khá đặc biệt. Thầy sai khiến thì thường sẽ chỉ dùng trong trường hợp là người trên ra lệnh hoặc là cho phép người dưới làm gì. Nhưng riêng trường hợp thứ ba này thì chúng ta không cần xét vai vế trên dưới nữa, bởi vì trường hợp này là mình gây ra một cảm xúc, tâm trạng gì đấy cho người ta. Và tiếng Việt hay gọi là A làm cho B cười, A làm cho B vui, hoặc A làm cho B thất vọng chẳng hạn. Thì công thức trong trường hợp này nó sẽ luôn là A, qua, B, O, V sai khiến. Và V sai khiến ở đây thường là các V chỉ cảm xúc. Ví dụ, bạn Mira thì là một người rất là thú vị và bạn ấy luôn luôn làm cho người khác cười. Mira-san wa totemo omoshiroi hito desu. Itsumo itsumo Mira-san wo warawasemasu. Vậy xét về mặt ngữ pháp thì công thức chúng ta sử dụng thể sai khiến như sau. Thường sẽ là A, wa, B, ni, N, O, V sai khiến. Tuy nhiên, nếu các bạn thấy trong cái cụm đằng sau của B, ni nó đã xuất hiện trợ từ O thì mình sẽ giữ nguyên ni. Còn nếu cụm đằng sau nó không xuất hiện trợ từ O, bản thân nó là một tự động từ, thì mình sẽ chuyển trợ từ ni thành trợ từ O. Quay trở lại với ví dụ vừa nãy, câu tôi cho con gái mình chơi tự do, thì bản thân từ chơi asobimasu là một tự động từ, tức là tôi cho phép con gái là tự tác động vào bản thân cô con gái đấy, tức là tự tự chơi thôi chứ không tác động vào bất cứ vật gì khác. Thì trường hợp này sẽ là awa bo về sai khiến. Trong khi đó câu đằng sau, thầy giáo cho học sinh tự do phát biểu ý kiến, thì phát biểu ý kiến ấy, trong cụm đấy nó đã có là ikeno iwasemasu, ikeno imasu, tức là xuất hiện trợ từ o rồi. Thế thì phần đằng trước nó sẽ giữ nguyên là awa be ni. Tóm lại, khi dùng thể sai khiến thì mình cần phân tích động từ một chút. Nếu tình huống là a sai khiến hoặc là cho phép b tác động vào một thứ gì khác thì sẽ là awa be ni no với sai khiến. Còn nếu a cho phép b không tác động vào vật khác mà là tự tác động vào bản thân mình ấy, thì sẽ là awa bo với sai khiến. Phần thứ ba, chúng ta sẽ có một cấu trúc để xin phép nữa, và cấu trúc này sẽ lịch sự hơn so với cấu trúc của bài 15 V te mo ii desu ka. Thì ở đây công thức sẽ là V sai khiến đưa về thể T cộng với itadakimasen ka. Và lưu ý là đã T itadakimasen ka thì mình có thể thay bằng các cấu trúc nó không lịch sự bằng mà mình đã học, đó chính là T cộng với kudasai masen ka hoặc là T cộng với kudasai. Bản chất của cấu trúc này như sau. V sai khiến có nghĩa là sai làm gì hoặc cho phép làm gì. Itadakemasen ka là cách nói đưa về phủ định để tăng phần lịch sự, và đồng thời là thể khả năng của động từ itadakimasu, tức là mình nhận được cái gì đó từ người trên. Vậy cấu trúc này dịch ra có nghĩa là tôi có thể nhận được sự cho phép của bạn là cho tôi làm việc này không? Ví dụ,
Anh chị làm ơn chỉ cho tôi cách sử dụng máy photo được không ạ? Thế thì đây sẽ là câu nhờ vả, tức là mình nói để cho người ta làm, thì sẽ dùng cấu trúc bài 26 là Hopi ki no tsukai kata wo oshiete itadakemasen ka? Nhưng một trường hợp khác, mình nói để xin phép cho mình làm cái gì đấy. Ví dụ, tôi dùng cái máy photo này được không ạ? Kono kopi ki wo tsukawasete itadakemasen ka? Vậy nhé, học sang đến bài 48 này rồi thì các bạn phải hết sức phân biệt là cùng là câu xin phép và câu nhờ vả, tức là có cái đuôi rất giống nhau, đó là te itadakemasen ka hoặc là te kudasai, thì mình phải xem cái v đằng trước nó là vt luôn hay nó là v sai khiến chuyển sang thể t. Nếu là vt itadakemasen ka hay là vt kudasai này, vt kudasaimasen ka, thì nó sẽ là A nói để cho B làm. Còn nếu nó là V sai khiến T cộng với itadakemasen ka, kudasai hoặc kudasaimasen ka, thì nó sẽ là A nói để xin phép B cho A làm. Và cấu trúc này nó sẽ tương đương với bài 15 là V te mo i desu ka? Tôi làm cái này được không ạ? 終わりました。